giao dịch này, này Trường bắt hết cả chợ này. Lấy tiền nhá. Vô cái gì đây? Vô cái du. À du à? Hay đấy nhỉ. Giao dịch thành công à? 2 triệu. Đẹp quá đẹp. Khổ ghê. Là chỗ mấy cụ bán rong này, xem là cụ này có cây hoa nào không? Trà này, chính là cây trà này có cái gốc đẹp, có cái rễ đẹp. Hoa của ông à hay là của ai đấy? Đấy cái trà ông này, cây trà có cái bệ đẹp đấy, để làm kiểu trực mini đẹp đấy. Mà còn lá nó hơi to thì làm mini nó khó. Hay thì sớm thế. Sớm để còn đi làm không ạ? Mở hàng cái nào chưa? Rồi. Hay quá. Đấy, hàng từ 2 triệu đổ lại, đúng không? Chuối, cần răng. Thích đổ buôn luôn. Bán cả người luôn. Này không bán bị viêm ga nhỉ? Kinh đấy. À, vào việc à, vào việc à. Kinh đấy. Vào việc. Ôi giời ơi. Giao dịch này, này Trường bắt hết cả chợ này. Lấy tiền nhá. Vô cái gì đây? Vô cái du. À, du à? Hay đấy nhỉ. Giao dịch thành công à? 2 triệu. Đẹp quá đẹp. Khổ ghê. Con này lên chậu lên khay mới đẹp. Con dáng nó điệu. À, điệu. Con này lên chậu nó mới đẹp đấy. Cái rút chậu này. Đấy, lên khay. Lên khay bổ dụng. Dễ này bỏ đi. Dễ này bỏ đi. Để cũng được, cây này để cũng được. Làm cái này thôi, giờ cái này cũng chưa bảo cắt cây này đi thôi. Thế vừa nổ bao nhiêu đấy? Nổ đây chén rượu vậy đó. Chén rượu thôi à? Chén rượu là bao nhiêu? Rượu gì? Được đi. Về phải cắt đây này. Bỏ đây đi mới đẹp này. Ôi, thôi bố ạ. Nói đùa. Huyện nó làm được bao giờ được cái tay như này chứ. Không, chỗ kia nó hơi thắt. Con này cũng của đại ca. Không, của thằng ấy. Nhìn. Sao sợ. À, rồi rồi. Trường mua đấy. Đâu mua cái này? Trường mua du. Đi được không? Đi mắt này mới đẹp. Mua cho cộng đi. Du này là hợp lý rồi. À. Được kìa. Không mê sang xe luôn à? À. Mua bán đâu, bán được chưa bây giờ? Thôi mua hai bán. Đang đòi cộng kìa. Đây. Đang đòi cộng kìa. Cắt không anh? À, không cắt đấy. À, ta, à không, cắt mỗi tay đi để này, con này cắt. Cắt mỗi này, cắt tất cả chỗ này đi. Cắt mỗi này. Thiếu. Bán mà đi. Chịu được đâu. Đấy, à, tốt duyên ghê. Rượu vào rượu vào à? Cái này là của đại ca mà hôm có cái cây xanh đẹp đẹp này. Có cói nhưng mà cháy. Đấy, đồ màu của các của Trung rồi. Để đấy, để đây. Đây chung. Bê sang xe luôn đi. Gọi điện mà chả thấy gọi điện gì cả. Dạ. Mà gọi điện mà chả thấy gọi điện gì cả. Vâng. Đây tập trung nào. Đồ màu già à? Này. Đây là hết xe à? Hết xe. Chính bỏ cái đầu này lại. Thật con trai nó cong luôn thế này. Thế tí nữa lấy gì mà bán? Đấy. À vẫn còn à? Cái nào? Rành rành à? Rành rành à? Đấy dâu đây, khay tàu đây. Ngọc mai đá. Còn đá đẹp. Nắng luôn. Ôi, vừa mới nhìn thấy thì dễ thôi. Đấy, bố thấy ông chưa cầm. À, đang mê dáng đổ đấy.
xương đang nguyên dáng đổ. Chắc. Đây là hàng của ông đây à? Đấy, của ông đấy. Đúng không, chắc à? Chắc. Bao nhiêu tiền ông? 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. 4 đồng rưỡi. Chắc ngay. Chắc ngay, chắc dây đây. Chắc ngay, chắc dây đây. Chắc này làm lúa, làm tượng đẹp lắm. Đấy. Banh. Lúa xanh. Xanh, xanh này nhìn quen lắm. Xanh này mua lại của khách rồi. À thế à? Cái này là bao nhiêu tiền đấy ông? 15 đồng. 15 đồng. Đấy. Hay quá. Thế, thợ với nhau dễ. 6 làm 200. Châu. Ra chợ có công rồi. À đây, bố Hưởng, đây bố Hưởng đây, mấy lít đây. Hôm bảo mấy lít đấy tôi quên. Các bác bảo là đấy. Mỏng như tờ polia đấy, bác có tờ biết tờ polia là tờ gì không? Cái tờ mà giấy hay làm hóa đơn viết đấy. Polia. Pháp ngữ. Đâu có cái giá đấy. Làm gì có cái giá đấy, có mua và chục cây. Hỏi mua cái gì đấy, không? Mà trả cái túi này 1 triệu. À, trả cái dưới này. Không bán à. Phải bao nhiêu mới bán? Khoảng 1.5 triệu mới bán. Ôi, ông Hưởng đi đâu rồi, không thuyết minh này. Mỏng như tờ polia. Hưởng nhận con này 120. Hưởng nhận 120 triệu đấy. 120 đấy, trước bảo 120 đấy. Ờ, à, ok 120 thì kệ 120. Rồi quay tí.